Dành cho những vị khách đến từ phương xa nói riêng và những vị khách luôn thân thuộc với YouSip nói chung. Và món quà này, một điều rất là thú vị được trao tặng bởi không một ai khác, đó chính là một phó phòng phụ trách khách hàng, chăm sóc khách hàng của YouSip. Chúng ta có thể thấy rằng nhân viên YouSip không chỉ duyên dáng, không chỉ đáng yêu, không chỉ tận tâm trong việc tư vấn dịch vụ mà còn rất là nhiều tài năng nữa. Như bây giờ, xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu trong lúc thưởng thức những bữa ăn và cùng chào đón một tiết mục vô cùng đặc biệt này nhé. Thank you.